Assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thỉnh đại đức thần thỉnh vị thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh thỉnh chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã mùng như hạ liêu sanh thoát tự ly khổ đạt là tốt chứ vô sanh. Hermes the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sanantu Sucedo Ye Alahadi Sanmyo Sanputo Ye. Nam mô Tát Đạt Tha Đô Già Đa Già A La Hà Đề Tam Miểu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the Thus Come One's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wo de shou chi yan jie ru lai zhe shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all good knowing advisors, Amitofo, Chufo Pusa, Shifu Shangren, Wei Wei Chu Chiaren, Wei Wei Shang Chi Shi, Amitofo. Kính thưa Thượng Chư Phật Bồ Tát và Thượng Kim Tiên Hóa, quý vị thầy cô và quý vị thiện thị thức A Di Đà Phật. Today is the 20th of November, 2016. We are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We are currently on slide 321. Tấm 321. We have been for the last 3 months discussing the six paramitas, the Dharma, the main Dharma, a practice for in Mahayana. Ba tháng vừa qua chúng ta liên tục mà giảng về cái lục ba la mật là một cái pháp chính của bên đại thừa chúng ta. All Mahayana practices are included in the six paramitas. Tất cả những cái pháp mà tu hành bên đại thừa chúng ta đó, nó đều nằm trong cái lục ba la mật. And they are giving. The first parameter is giving. Cái ba la mật đầu tiên hết là bố thí. And the second parameter is precepts, và thứ nhì là giữ giới. Number three is patience, thứ ba là nhẫn. Thứ tư is tinh tấn. Number four is vigor. And we have been for the past few weeks discussing the fifth parameter, the parameter of samadhi or concentration. Vài tuần vừa qua
chúng ta đang giảng về cái ngũ ba la mật là định ba la mật. Okay. It turns out that it's not planned. You can giảng mà không có cố ý. Because yesterday we had a chant class. Ngày hôm qua chúng tôi có một cái lớp thiền. And someone asked me. Có người hỏi thầy, how do you enter the samadhi? Có người hỏi thầy làm sao mà nhập định. And it's because I told them, if you take a meditation class, tại vì thầy tại sao như ông hỏi như vậy? Tại vì thầy nói rằng nếu quý vị tham gia một cái lớp thiền, thì cái mục tiêu của tất cả lớp thiền là để học cách nhập định. I told them that when you meditate and you join a meditation class, the number one goal, bar none, is to enter samadhi. All right? That's what meditation is about. Cái thiền là để nhập định. Okay? So he asked me, then how do I enter samadhi? Thì ông mới hỏi thầy, thầy làm sao mà nhập định bây giờ? Okay, and I gave him an answer which is a lot more detailed, and you will not be able to find it anywhere in all the Chan teachings and the books, whether it's from the patriarchs or from whatever. It's explained in plain English. Cái lời trả lời của thầy, câu trả lời của thầy đó, nó quý vị sẽ không kiếm được ở trong cái sách nào đâu, không kiếm trong cái lời tổ sư đâu. Tại vì thầy dùng những cái lời giảng, cái lời trả lời rất rất là giản dị. What did I say? Did anyone remember? Có ai nhớ thầy trả lời gì không? Those who were there yesterday, ngày hôm qua mấy người tới đó. Anyone? Master Xian Jie. Okay. You were working. Ngày hôm qua thầy hiện giới phải bận rộn làm việc, thành không có nghe giảng. Okay. Then, okay. Anyone else? Có ai biết không? How do you enter samadhi? Yes? Single-mindedness and vigor. Single-mindedness, nhất tâm. Yes? Just follow instructions, theo lời chỉ dẫn. Anyone else? Yes? Stop the thoughts. Very good. You weren't even there. Why did you raise your hands? Only the people who were there can raise your hands. The people who weren't there are not supposed to raise your hands. Cái câu hỏi thầy rất rõ ràng, chỉ những người ngày hôm qua mà tới đó mới có quyền giơ tay. Cái cô này trả lời đúng mà không tới. And this lady here gave the right answer, she wasn't even there. So that's not correct, that's not fair. Cái đó nó không công bằng thế nào hết đó. Oh, you were here yesterday? Okay, then it's okay. Okay, then you're forgiven. You may tha thứ được. Okay, samadhi is the absence of thoughts. Cái định đó là không có tư tưởng. Is it clear? You know, all the meditation teachers, because it bothered me, I researched meditation a lot, I read a lot of meditation books, I đọc rất nhiều sách về thiền. I read a lot of teachings on the patriarch, I đọc rất nhiều sách về những tổ sư luôn đó. Including, for example, my teacher's predecessor, ngài hạng như ngài Hư Vân đó, Master Xu Yun. I asked him, what is samadhi and how do you enter samadhi? It's not even explained. Ngài ngài Hư Vân không giảng rõ ràng như vậy. Okay, and it's because the Chinese culture is probably different from us Westerners. Chắc là tại vì cái vấn đề văn hóa nó khác nhau. The Chinese, they have a way of, they're not as direct as us Westerners. Chắc người Trung Hoa người ta văn hóa hơn, người ta kín đáo hơn, không có như gì đó thẳng thắn thô lỗ như người Mỹ chúng ta. Okay. In America we spit it, we spit it out. When người Tây phương thời buổi này mình có gì mà nó thẳng ra. You don't beat around the bush. Okay.
you go to, you read all these books on meditation, khi vị đọc những cái sách về thiền, no one ever says that you know, you meditate in, is in order to enter samadhi. Không ai nói cái vị hết, không ai dạy cái vị hết là thiền để nhập định. So the obvious question is, how do you enter samadhi? Nên câu hỏi là làm sao mình nhập định? And the straight answer is that you stop your thoughts, because samadhi is the absence of thoughts. Thì đương nhiên quý vị thấy cái câu lời rất là rõ ràng. Muốn nhập định, định là không có cái tư tưởng ở đầu mà nó trống. Your mind, your head is clear. Okay? Okay? And so in order, the general answer is in order enter samadhi, you stop your thoughts. Thì bởi vậy, vì muốn nhập định có nghĩa là quý vị phải ngừng những tư tưởng. If the problem is that you insist on thinking, you so attached to thinking. Cái vấn đề đó, anyone, any Chinese translation, anyone needs Chinese translation, Chinese? Anyone? Có ai cần dịch ra tiếng Hoa không? Because sometimes my Chinese princesses, they take a break during their master's lecture. Tại lâu lâu, mấy sư cô người Hoa của thầy Hoàng Ý nghỉ xả hơi một tí trong lúc mà thầy giảng kinh. Yeah. Anyone needs a Chinese translation? Ai cần dịch ra tiếng Hoa không? No? Okay, very good. Don't feel, don't be shy. You need a Chinese translation, we just call them here. Ai mà cần dịch nói thầy biết, mời mấy cô qua. Anyway, what was that? Samadhi is the absence of thought. Absence of thought. So you have no thoughts. That means the problem is that even though you know that you're not supposed to have thoughts, mặc dù quý vị biết quý vị không nên có tư tưởng, and yet, you cannot let go your thoughts. Mặc dù như vậy, quý vị không bỏ được những tư tưởng của quý vị. Okay? That's just a general answer. Actually, there are a million kinds of samadhi. Thực ra, thật là cái định nó có cả triệu cái loại định khác nhau. There are million different types of samadhis or more, and therefore there is a lot more involved than I just told you. Thực ra nó còn phức tạp hơn thầy nói quý vị. Nhưng đều it's the principle is still the same. Để cái giáo cái lý là vẫn chừng đó thôi. Yes. Yes. The question is just as if the point she made is that even if you enter samadhi, it doesn't mean that you will be able to automatically move to the next level, higher level of samadhi. Thế cô đệ tử thầy nói rằng mặc dù quý vị nhập định đi nữa, thì không có nghĩa là quý vị chắc chắn hoặc tự động sẽ được thăng lên cái định cao hơn nữa. It's correct. Okay. Because entering samadhi is not uncommon for the meditation practitioners to be stuck in their current level of samadhis for many, many, many lifetimes. Tại vì sự thật là những người mà tu thiền nữa đó, họ có thể kẹt vào cái trình độ định của họ đó nhiều kiếp dễ sợ lắm. In particular, for example, ví dụ. Okay, that we should be some proof. Phải có bằng cớ đàng hoàng. In fact, many many monks and nuns, thực ra rất nhiều người xuất gia, they are able. A lot of them, a high, very high number of monks and nuns are able to enter to reach third dhyana. Rất nhiều người tu sĩ đã đạt tới tam thiền. Okay. And they are stuck in third dhyana for many, many, many lifetimes. Và họ bị kẹt với cái tam thiền rất nhiều kiếp không thể tưởng tượng được. Therefore, it actually becomes so difficult to help them get out of third dhyana and move on to fourth and higher. Thực sự ra, những người rất là khó dạy, tại vì giúp họ
tiến bộ tới tứ thiền cho tới cao hơn nữa đó rất là khó. They're so conditioned to third dhyana that they feel that they just it's so hard to teach them to move on. Thì họ quen tam thiền lâu quá nhiều kiếp rồi thành khó dạy họ dễ sợ lắm. Okay. In fact, it's another reason có lý do khác nữa là third dhyana people have this big drawback. Thực ra những cái người tam thiền nó có một cái bệnh rất rất là nặng, rất là lợi hại. It's very very bad problem they have. The third dhyanas tend to be self-satisfied. Cái những cái đứa tam thiền đó, tụi nó đó, nó tự mãn. They feel so happy. Tam thiền nó rất là sung sướng. When you reach third dhyana, it feels good. Cái người mà nhập tam thiền, vào được tam thiền, họ rất là an lạc. Okay. They don't need to eat. They don't need to sleep. They don't need to fool around. I'm very serious. Họ như người tam thiền đó, họ không cần ăn, họ không cần uống, họ không cần ngủ, họ không cần lộn xộn. What's the Vietnamese word for lộn xộn here? Tòn tén, no? Where's my Vietnamese dictionary? Tòn tèo, leo tèo. No, leo tèo. Leo tèo. I learned a new word for it up in Fremont temple. The Hoshang there is leo tèo không? Có leo tèo không? The high level monk there said, you know, often do you leo tèo? Okay, leo tèo is the technical Vietnamese term for it. Có thích leo tèo không? Do you enjoy, you know? Okay, so they are not even interested in that. Ngay cái chuyện leo tèo họ cũng thèm nữa. Kỳ không? Isn't that amazing? It's sick. I mean, so that's why they're so happy already. They say, I don't need anything else. Họ sung sướng và họ không muốn gì nữa hết. This morning you heard of a sculptor who says, I work 5 hours a day. I don't see my wife. I don't need to go sightseeing. I don't care to eat. Does it sound familiar? I just like to work. I like to sculpt. Does it sound familiar? You guessed it. That's a problem. He used to be a monk too. Hồi sáng mình nghe cái ông thợ điêu khắc đó, ông nói là tôi không ít ngủ nè, tôi ít ăn nè, không thích ăn, không tham ăn nè, không có lèo tèo với vợ tôi nè, không thích đi chơi nè, không thích danh lam phóng cảnh, chỉ thích làm việc thôi. And you see, he can work for hours straight, he enjoys it. Làm việc mấy liên tiếp, biết bao nhiêu tiếng đồng hồ mà không biết mệt. That's right there. You see that? Thầy không có lèo tèo đó, hiểu lèo tèo gì không thầy? cái vùng của nhà quê thầy gọi là khều, không có khều nữa. Okay, so far so good, and that's why that's the proof right there that just because you enter samadhi doesn't mean that you automatically can progress. Anh nói cái gì biết cái định và nhập định không có nghĩa cái vị sẽ tiến bộ đâu. Okay, anyway, so in order to enter samadhi, you need to stop your thoughts. Thì nhớ nhắc lại là cái gì muốn nhập định là cái gì phải ngừng tư tưởng của mình. Okay, and again going back, the reason that you cannot enter samadhi is that you refuse to stop your thoughts. Và cái lý do chính mà tại sao quý vị không thể nhập định được. You may be able to meditate for 20 years. Quý vị có thể ngồi thiền 20 năm trời. And yet you still don't know what first dhyana is. Rất nhiều người thiền mà họ không bao giờ nhập được sơ thiền. Can you imagine? Quý vị tưởng tượng được không? I met people
who've been practicing, who've been meditating for 10, 20 years, they are not even first dhyana. Thầy biết rất nhiều người họ thiền 10 năm, 20 năm trời mà chưa bao giờ nhập được sơ thiền. Think about it. Why? Why not? Tại sao như vậy? Because they didn't know, first of all, they're supposed to enter samadhi. Thứ nhất, họ không biết là họ thiền để mà nhập định. Okay? Number two, and they are so attached to your thought. They think that they think that thinking is normal. Thứ nhì, họ nghĩ là suy nghĩ là chuyện thông thường, chuyện tự nhiên. Questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Yes. Isn't he accumulating tremendous blessing for himself? Yes. But that's nothing to do with the samadhi level. Like, it wouldn't help him to go up next level, like, for example? The question is, let me repeat the question in English. It says that this sculptor here has been creating blessings, being sculpting a lot of Buddha statues and doing a lot of good things and being a devout Buddhist and so on. And he enters samadhi often, practically every day. Yeah, practically every day. That's why he likes it so much. Cái ông này, cái ông thờ điêu khắc này, ông là người Phật tử, mà ông rất là tin sùng đạo, mà ông thích làm việc. Thành mỗi ngày ông làm việc, ông thích là mà tại vì ông nhập cái định, thành ông cần gì hết đó. When he enters samadhi every day, he's so happy already. He's no need for anything else. Đủ, đầy đủ. He feels so full and satisfied already. That's why he likes to work. Bởi ông mê làm việc. Okay? So he still, the question is, Sarah says, yes, he doesn't have enough blessings to make progress. Thì câu hỏi là, nếu người ta tạo nhiều phước như vậy, vẫn chưa đủ để mà tiến bộ là sao? What do you think? Quý vị nghĩ sao? What do you think? Yes. He spent it too quickly. His what? Maybe he spent the blessings. Ông này ông xài phước nhiều quá. She says, maybe he's spending his blessings too quickly. And another person here says, yes, he has enough blessings to progress. Yes. He needs to meet a good knowing advisor. Phải gặp người thiền tri thức. Okay? What do you think? Anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? Why not? Does he have blessing? Question, does he have enough blessings to make progress? Thứ nhất, câu hỏi là, ông có đủ phước để mà tiến bộ được không? First questions first. There are two parts of this question here. It says, number one, does he have enough blessings? Okay. Number two, can he progress to the next level? Yes? That's the meaning of the question. It's two parts. Does he have enough blessings to go to the next level? Number two, can he go to the next level? Yes, Tony. Not struggle enough. Anyone else? Yes. Cần gặp thầy. He need a teacher. Okay. Yes. Sorry? Even if the teacher is around him, the teacher can show him that he's teacher. I don't get it. Please repeat. If he's already always happy, the teacher can reveal that he can teach. He says he's happy already, so why would the teacher want to break his happiness? Let him be happy. Yes. Okay. 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 So, what the answer? Trả lời là sao?
And this is a problem. You ask questions and you deviate. And all the texts I've been preparing so hard for it. And quý vị thấy, cho quý vị hỏi là, hỏi chạy loạn sang đâu ấy, xong người ta, and then you guys complain, why is the master always go off track? And he, you know, he speaks for 2 hours on things that are not related to the text at all. And see, I have confirmation here. Cái thằng phiền. Every week I come here and he goes off somewhere on a tangent every single week. Yes, and I apologize. I get easily sidetracked very easily. Yes, there's a question. There's a hand raised somewhere here. Yes, sir. The one behind the person who complains every week. Is that a blessing? What is it for? Is it for? Okay. The answer is. And the answer is the first question, does he have enough blessings to progress? Yes. Answer is yes. Thứ nhất là câu trả lời câu hỏi đầu tiên là có đủ phước mà để mà tiến bộ được không thì trả lời là có. Okay. Related to that, how many statues, how many does he need to sculpt? Okay. Cần phải đạt bao nhiêu tượng mới đủ phước để mà lên? What do you think? Cái mỹ cần bao nhiêu tạc bao nhiêu tượng? Huh? How many statues does he need to carve in order to have enough blessings to go to the next level? Cần bao nhiêu tượng? Huh? What do you say? I hear one. Có người nói một tượng. I say the right one. Cái tượng mà đúng nhất, cái tượng mà có lý nhất. Anyone else? Do I hear two? Do I hear zero? Có ai nữa? Huh? What about the rest of you? Come on. I agree. He says one is enough. There are two of them. Okay. Yeah. Hai người nói là cần một tượng, khắc một tượng là đủ rồi. Yes, sir. How many? Tùy hành tâm bao nhiêu. Just one of that? So, really? You really believe one is enough? Thì thiệt sự nghĩ là một tượng là đủ rồi hả? Really? Is that cheap? Oh my God! Sao mà rẻ dữ vậy? You think it's that easy? Quý vị thiệt sự nghĩ nó dễ nhỉ? Huh? Miss, you think it's really that easy? It's just one statue, it's just carve one statue and that's enough? Mình khắc một tượng là đủ rồi hả, Kim Điền? Is that it? Really think so? Yeah. Anyone else? He always challenges me. I mean, every weekend is the same thing. Good thing I sleep a little bit before I lecture so that I don't have an indigestion. Ông này chiều chủ nhật tới cũng chọc thầy chưa được. Bởi vì thành trước khi giảng kinh là thầy ngủ một giấc để cho ông thầy chọc mình được. So that he cannot afflict me. One bow is enough. He doesn't even need to carve a statue. Không cần phải khắc tượng đấy. Khi vì vào, lạy một cái lạy là đủ rồi. That's it. That's all you need. One bow. That's all you need. And the young lady says, then why do you make honey? Why do you make me come to the temple so often? Cái cô trẻ trẻ cô nói, tại sao ông cứ bắt tôi tới chùa hoài vậy? Why? One bow, that's all you need. Cần một lạy thôi. You guys are wasting your time. Quý vị là quá thừa rồi. You are so blessed already. Quý vị quá nhiều phước rồi. Không cần tới chùa rồi. Don't need to go to the temple anymore. That's it. That's all you need. Isn't that cool? Huh, Susan, what do you think? Huh? That's it. It turns out, you know, what's my basis? Tại sao cái căn cứ thầy ở đâu? Shakyamuni Buddha says, tại vì Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng, he says, you see the Buddha statue, quý vị cái tượng Phật, you go, you become a Buddha. Đức Phật nói rằng, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng, quý vị thấy tượng Phật, mà chỉ nhích cái đầu cái để mà chào như này, you just do this to acknowledge the Buddha statue, you will become a Buddha. Hmm?
You believe? Quý vị tin như vậy không? Đức Phật nói như vậy, chỉ cần gọi là chào như vậy thôi là đủ. You don't even have to do this. Làm như vậy, if you do this, you're so blessed. Quý vị tưởng tượng khi mà chấp tay lại như vậy, quý vị bị phước chừng nào không? Fascinating. You see a Buddha statue, Shakyamuni Buddha says. You see a Buddha statue, you say, yes. You will become a Buddha. Gặp một cái tượng của Phật mà quý vị chỉ nghiêng cái đầu để mà là chào Phật như vậy thôi, nó sẽ thành Phật trong tương lai. Okay, and therefore the proof is that he has plenty of blessing to move in next level. Absolutely. Thành kia cho chứng minh cho quý vị thấy rằng ông này cũng đủ dư phước để mà lên cái trình độ, lên cái tư thiện. And why is that these monks and nuns, they are stuck there for so many lifetimes. Mà tại sao những cái người, người tăng ni đó, họ kẹt trong cái tam thiền? Why? 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 Tại sao như vậy? Huh? Why is that? Yes, sir. They haven't realized what? It's a temporary state. Vẫn chưa biết đó là cái trạng giá tạm thời. No. Why? Why not? Yes, Tony. Maybe they're arrogant. Maybe they're arrogant. Tự mãn. Yes, they're self-satisfied. Yes, Vicky. Cái chấp trước của họ. Don't you think they want to progress? Quý vị có biết không? When I saw that sculptor, I was talking to him at lunch, I said, you know, you should move to the next level. Thầy nói là gặp ông, thầy nói chuyện với ông. Thầy nói là ông nên tiến bộ. I explained to him why. Thầy nói ông biết tại sao. I said, when you go next level, okay, thì nếu ông mà lên cái trình độ, cái tứ thiền, you go to fourth dhyana, you'll be even better at your craft. Thầy nói ông lên tứ thiền, ông khắc còn hay hơn nữa. You'll be much better than before. Thầy nói ông sẽ hay hơn nhiều lắm. Much better, I told him flat out. Did you translate for him that? Or you didn't translate? And what is his what's his reaction? He doesn't get it. Nghe mà không tin. Why is that? Tại sao vậy? Huh? Yeah? No, he's not blessed. He has plenty of blessings already. Có đủ phước mà sao thiếu phước? How can you say he's not even a blessing? Yes. Because he's very self-satisfied. He's self-satisfied. Huh? No need, right? Không có nhu cầu. Yes. He's no need. He's happy already. Yeah. Có phước thì không chịu sai. He has the blessings, but he's not willing to spend it. Isn't it amazing? Yeah. Có phước mà không chịu sai. There's no need. Không cần. He's happy already. I'm happy. I don't need to be happier. Đâu cần để hạnh phúc thêm làm cái gì. No. Did it just happen? Did it just happen? Yeah. That's a good question. Third question. Did it just happen? Câu hỏi thứ ba. Bộ nhiên nó không phải tự động á. Yes. I don't think so. She doesn't think so. I don't think it just happens. I think you have to. Tell him. Yes, I don't think it just happens. Yeah. But the sutra says that you have plenty of blessings. Why isn't it happening? Kinh điển nói rằng là quý vị quá nhiều phước có thể mà thành Phật. Tại sao nó vẫn chưa được như thế? Why isn't it happening? Don't you wonder? Huh? Why not? Yes, sir. Obstructions? Yes. You have blessings, you also have obstructions. Mình có phước, mình cũng có, đồng thời mình có cái trở ngại.
obstructions. Ye zhang. Translate. Ye zhang. Nghiệp chướng. Có nghiệp chướng. Nghiệp chướng là đủ giải quyết. It's not that easy to resolve the obstruction. Nó khó giải quyết lắm. Obstructions. Okay. Make sense? Ye zhang. That's what I just said too. Tiếng nó tùng mà. Nói cái khác. See? See? I said, you know, like, you may have money in the bank, but you cannot access the bank. What are you going to do? Quý vị có tiền trong nhà băng, mà quý vị không tới nhà băng thì làm gì bây giờ? Let's say, you have money, a lot of money in the bank. You go to the bank and get some money, and guess what? You have an accident. What are you going to do? See that? Thành ra, it's not that simple. Nó không giản dị như quý vị tưởng đâu. So far, so good? Yes. Okay, so it's not automatic. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng nó không có tự động đâu. What's another reason? Lý do thứ nhì là sao? Here's what happens. You may have the blessings, okay? But you also need the conditions. That's what called causes and conditions. Thành bởi vì cái Phật pháp mình có cái chữ gọi là nhân duyên. You have the causes. You planted the causes to create blessings. You planted the causes to become a Buddha. Quý trồng cái nhân để thành Phật rồi. But you still need the conditions for that to happen. Mặc dù quý vị có phước, nhưng đều không có duyên, thành không thể nào dùng cái phước đó được. If you don't have the conditions, the blessings will not materialize. Is it clear? This very important concept in Buddhism, nó rất là quan trọng. You may be extremely blessed, but you have no conditions, therefore you cannot use your blessings. Quý vị có phước đi nữa, mà không có duyên nữa, xài phước cũng không được. You getting something? Yeah. Hallelujah. This is why you need the pure living. Because you have lots of blessings, so you get to be a king, you get to be president. So yes. So without the pure land, you can use those blessings to become a Buddha. You to find the pure land, what? You can use those blessings to become a Buddha. Absolutely. But you really can't do it here. At least it's a lot harder. Yeah, here. You have a lot more obstructions. Ông thấy ông có bỗng nhiên ông hiểu được, ông nói là vì vậy quý vị phải quay tới phương cực lạc. Tại sao như vậy? Ở đây mặc dù quý vị có nhiều phước lắm, nhưng đều cái cản trở ngại nó lớn quá đi. Thành có phước cũng khó mà làm được. He got the point. He says, even though you're so blessed, but your obstructions are also very heavy as well. That's why it's very difficult to get there. You go to the pure land. No obstructions. Okay? So if you have lots of blessings, you get to the pure land. You may have a lot of blessings right now in the sound world, but you are constantly revolving and revolving and evolving. You cannot get out of that rut. Right. Millions of lifetimes. Thousands of lifetimes. Quý vị có phước đi nữa, nhưng quả ta bà này, cái cản trở nó lớn quá đi. Thành quý vị cứ luôn hồi hoài, chạy ra không được. Cứ nhập tam thiền. Life after the lifetime, you reach third dhyana and that's it. Huh? Đời đời kiếp kiếp mình nhập cái tam thiền, xong nhìn mình cả cứng rồi đó. And it's scary. Huh? Yes. I thought it's kind of interesting because when I talk to him, he complained about his affliction with workers. Yes. But he doesn't recognize the severe problem to resolve. Hmm. Mm. Yeah. Mm. Not enough blessings. It's special kind of blessings. Thì cô hỏi là tại sao cô nói là nhiều khi ông than phiền những cái chuyện nhân viên của ông á, mà cô này cô giả nghi ông được. Tại sao vậy? Tại nó tại ông thiếu một cái loại phước.
he misses, he's lacking in one very important type of blessing. Ông có một cái loại phước mà ông không không đủ. What is that? That's right. Không có phước để mà gặp thầy. Không phước gặp thầy, không có phước để gặp thiền tri thức. Okay. May explain to you. Explain this to Susan and you don't fall asleep. Okay? Này giảng cho người ta biết. Okay? You may go to the temple. Quý vị có tới chùa. You may cook in a temple for 20 years. Quý vị có thể vào chùa mà làm trong nhà bếp 20 năm trời. Okay? And then but before you leave, trước khi quý vị, you still go and mop the living room. Hint, hint. Rồi trước khi mà đi về đó, sau khi làm mỏi ở chùa rồi, làm công ở chùa rồi đó, trước khi đi về còn chạy vào chùi cái cục tiêu nữa. You know? For 20 years, 20 năm phước. That's a lot of blessing. Phước nó lớn dễ sợ lắm. And still, you cannot get a good no advisor. Mặc dù như vậy, cũng không có gặp được thiền tri thức đâu. You cook in the kitchen, quý vị nấu trong nhà bếp. You mop the living in the bathroom, quý vị chùi cái phòng cầu tiêu sạch sẽ. Okay? Doesn't mean you be taught. Không có nghĩa quý vị sẽ được dạy đâu. It only means you will be very rich, you have restaurants, có nghĩa sau này quý vị có nhiều nhà hàng lắm, you know. And you have a Molly maid service that cleans bathrooms among houses, hoặc là quý vị có cái hãng để mà đi chùi nhà cho người ta làm rất nhiều. You become so rich, okay? But it doesn't mean you'll be taught. Không có nghĩa quý vị sẽ được dạy. That's the nature of blessing. Quý vị cái phước nó phiền dễ sợ không? See, you do these things to generate blessings, and use up these blessings doesn't mean you will become a Buddha anytime soon. Thành ra quý vị tạo phước không có nghĩa là quý vị sẽ được giải thoát đâu. Quý vị tạo phước mà thiệt ra cái phước nó làm quý vị kẹt. You plant the wrong kind of blessings, they will trap you and trap you. Yes. Thành ra muốn tạo làm cái phước gì để mà gặp được thiền tri thức. You ask the wrong monk. Thầy hỏi là hỏi xong, thầy hỏi thầy sẽ trả lời không được. Hỏi sai người rồi. Why is that? My master only taught me 3-4 times. Thầy sư phụ thầy dạy có 3-4 lần. Clearly, I don't have enough blessings for a good no advisor. How can I answer you? Sư phụ thầy dạy thầy có 3-4 lần chứng minh cái vị thấy là thầy không đủ phước để gặp thiện tri thức, sao thầy dạy cái vị được. Text agrees. Only to put me down. Mỗi lần cái gì mà làm thầy xấu hổ thầy xấu hổ thì ông đồng ý. You have, you know, it takes a lot of blessings to meet a good knowing advisor. Gặp cái người thiền tri thức rất là khó. Very, very difficult. Khó dễ sợ lắm. Yes. Nói là 3-4 lần còn hơn là không. But his disciples, they by his side for 15-20 years. Đệ tử của Ngài Tiến Hóa, được Ngài Tiến Hóa dạy bên cạnh Ngài Tiến Hóa 20 năm, 30 năm, 40 năm. 77 until 95. Hẳn Sử was in his side by 75, 74 until 95. So it's about 20 years. Như thầy Hằng Thật đó, là bên cạnh Ngài Tiến Hóa, được Ngài Tiến Hóa dạy 20 năm trời. Okay? 20 years. That's a lot of blessing. Could be phước lớn chừng nào. So anyway, it makes me depressed. Giảng tới đây thầy chán đời quá. Okay, let me recover. I get afflicted. Cái chuyện làm thầy phiền não dễ sợ lắm. Okay. Um.
What? Have a drink. Have a drink. Oh, yeah. Good thinking. And I have a beer. Ah. Yes? The master, he's still your master. And after 10 years, you finally realize he was always still there. It's not the same. It's just like self-consolation. Cô nói là như thầy nói là sau 10 năm về mới ý thức ông vẫn còn rồi đó. Thầy nói là mình tự dối mình thôi. I was fooling myself, that's all. Cái đó mình tự lừa dối mình. It's nothing to be proud of. See, Kim Điền now have pity on this old monk. Cô Kim Điền thấy cảm động quá trời. Ông thầy già tội nghiệp. Yes? It takes, you know, you need, the point here is you need to plant blessings so that you deserve to be taught. Nói một cách vắn tắt là quý vị phải cần tạo cái phước để được dạy. You don't just plant blessings. Quý vị không nên tới chùa, không nên làm để mà chỉ tạo phước thôi. One of the most important form of blessings is the blessing so that you be taught. Cái phước mà rất quan trọng trong con đường tu hành đó, là cái việc tạo phước để được dạy. Ok? Because, for example, ví dụ, after I told that sculptor, you should go to fort. Tại vì sao? Tại vì thầy nói cái ông thợ điêu khắc, ông nói là ông nên nhập tứ thiền đi. Because you be a better, thầy ông tứ thiền ông sẽ còn sung, you be feel even better, you do a better job, ông sẽ sung sướng hơn nữa, ông sẽ làm việc còn hay hơn nữa. And what did he say? Cái thái độ của ông là tôi không cần, I don't need to, I'm happy. Guess what? Chuyện gì xảy ra? No more. Không nói nữa. No. You given one chance. Gặp thầy dạy một lần mà không nghe là chết. You. Out of kindness, you help your teacher teaches you once, and you don't take advantage of it. You're done. Yeah. Yeah. On the other hand, if you go to the temple and you come see me every day, then every day is different. But when in Mahayana, when you meet a good noble advisor, you have to be very careful. Thành bên đại thừa mình gặp cái thiền tri thức khó dễ sợ, thành biết lắng tai mình nghe. You learn to pay attention to the instructions, because they only come once. Thường tới một lần thôi. It's not repeated. Không nói lần thứ nhì đâu. That's Chan school. Cái đó là thiền tông. One chance. Ở đây cái học trò nó ngu quá, thành nó phải nhắc lui nhắc tới mỗi ngày. Sometimes your two students are so stupid. He had to repeat it, you know, week after week, after month, after years, and after a couple of years, just go away, go home, you know. Sau 2 năm, thôi về đi, con đi đi. Don't bother me anymore, you know. Đừng làm phiền tới nữa. Okay? And because every time you taught, you use up a lot of blessing. Mỗi lần mà được dạy, tốn phước dễ sợ, thưa quý vị. You use up your blessings. And that's why the instructions are given out very, very, very sparingly. Tại mỗi lần mà được dạy như vậy, tổn phước dễ sợ lắm thưa quý vị. Thành ra dạy rất ít mà dạy. Chừng nào lâu lâu mới dạy thôi. Tại quý vị không đủ phước. Because you don't have enough blessings. So far so good? Yes. If somebody knows
never cultivated before, and then they're in Giza realm, and go to a temple, and then the monk gives the advice, and the monk is like, just like, maybe fix samadhi, or six samadhi, or aha. Do you also spend a lot of blessing? I'm sorry, what's the question again? The teacher is a low level samadhi, like called dhyana, or formless realm, or aha, and then they give you advice. Do you spend a lot of blessing from that? Yeah, every time that someone teach you, give you advice, you use up a lot of blessings with that particular teacher. They use up the blessing with that particular person. Mỗi lần một người dạy quý vị dùng cái phước với người đó. Okay, and that's why you keep on coming and plant blessing. Bởi khi tới mà trồng hoài vậy, you keep on planting. Okay. So for example, you plant blessings in the wrong places, you'll be given wrong advices repeatedly. Nói cách khác, nếu như quý vị tới mà trồng cái phước với cái chỗ trật á, cái ông thầy cứ dạy thầy trật hoài. I mean, they teach you the wrong stuff over and over again, lifetime to lifetime. It's okay, follow me. We go to hell together. Cái gì cứ tới cúng tao đi, rồi mình sẽ rủ nhau đi xuống địa ngục với nhau. Thầy trò mình có với nhau. We all be together. And next time, oh, we still together. You see, I love your loyalty. Yeah, very good. Keep coming. Because the teacher says, plant blessings for me. Instead of saying plant blessings for your liberation. Thành cái việc phân biệt. Ông thầy mà nói mày cúng dường con cúng dường cho thầy á, cái đó là cái là nó khác với ông thầy, nó con cúng dường những sự giải thoát của con. Yes. Anyway, we get sidetracked again. Cứ lạc đường hoài. Can we go back to the lecture, please? Okay, so we talked about the fact you need to enter samadhi and you stop the thoughts. Thành đang nói về cái chuyện quý vị muốn nhập định đó, phải ngừng cái tư tưởng. Okay, not just any types of thoughts, không phải bất cứ cái tư tưởng nào. You have to be committed to let go of thoughts that reflect your attachments to the five dusts. Is it clear? Là quý vị muốn nhập định là quý vị phải nhớ là bỏ những cái tư tưởng mà nó phản ánh cái chấp trước của cái ngũ trần của quý vị. You attach to form. Chấp những tư tưởng chấp trước về cái sắc. Can you give me an example of a thought that reflects your attachment to form? Có ai thầy cho được cái ví dụ cái tư tưởng mà nó phản ảnh được cái sự chấp trước của quý vị về cái sắc? Give me one example of such thought. Come on, you should be very good at it. Mấy người này chắc là giỏi về những cái tư tưởng như vậy lắm. Come on, what is it? Yes, sir. Huh? Attachment to red Ferrari. Who is that? Mọi người nói là chấp trước về cái xe Ferrari màu đỏ. Wow, what a lousy cultivator. Cái người này công nhận tu dở dễ sợ. Okay, attachment to nice shoes. The thought is that it would be so nice to have a red Ferrari. Yes? You laughing, but you see that happens to all of us. Yes? Quý vị thấy quý vị cười chứ quý vị nghĩ lại chứ quay. That's what happens when you meditate. Cứ đang ngồi thiền, you said you're supposed to meditate, and you said, "Wow, I wish I had this red Ferrari." Cứ ngồi thiền, đáng lý phải thiền mới nói phải chi mình lái chiếc xe Ferrari màu đỏ. See, that's attachment to form. So far, so good. What about attachment to what's the next one? Feeling. Chấp trước về cái cảm giác. What's such thought? Okay? Comfortable bed. Huh? Comfortable bed.
comfortable bed. Oh, người nó mỏi quá, người nó mỏi cái phải cho mình ngả lưng một kỹ một tí. I'm so tired right now. Let me stretch my back a little bit. Yes? Very good. Rồi, mình ngả lưng mình nghỉ một tí đi, mình nghỉ một tí đi. Okay? What about number three? Thoughts and attachment to? No, the form, and then you have the sound. You know, that's a bad example. How about attachment to sound? Chấp trước về âm thanh. Music. Mình nói là, oh, I remember the song. Đang ngồi thiền mình nói phải, trời, mình đứng dậy mình phải nghe cái Shakira. Like, let's get up and put on record for, I don't know, is there Shakira? Is she still popular nowadays? She's still alive. Huh? She's still alive. She's still alive. Oh, thank you. Okay, Bach. I mean, it's more classical. Okay, so quý vị ngồi thiền mà muốn nhớ nó, phải chỉ mình nghe nhạc, cái nhạc là hay lắm. Okay, then you cannot enter samadhi. Quý vị ngồi thiền có tư tưởng như vậy không thể nào nhập định. Agree? What about another attachment to smell? Huh? Mùi hương. Okay, you sitting there and you lean forward in the pillow. Yes, mình đang ngồi thiền mà mình nhớ sực lại, mình chúi mũi tới cái gối của cái ổng kê đầu đó. Yes, not you. You boring, cái gì coi nhận. Yes, you don't know how to live. Yes, okay. What about flavors? Yes, sir. Chili? He says, I wish I could have a bowl of chili and corn bread. Ooh. Cái hương vị đồ ăn phải như ăn cái phở tái nạm. Yes? Or you know, funny, I talked to him, Sarah, remember I talked to Mr. Chai yesterday, and he said, I've eaten seafood, I've eaten, you know, Vietnamese, I've eaten steak, I've eaten everything. So tonight, I want what? Kimchi. Ngày hôm qua, ông Nhiên nói tôi ăn đủ thứ, mấy ngày này, 10 ngày tôi ăn no nước mà ăn đủ thứ ngon vậy sợ. Tối nay tôi thèm ăn gì? Thèm ăn kimchi. Oh, he make it sound like he's not attached to food. To me, he was more sound like he's comfortable with kimchi. Yeah, yeah. Yeah, yeah. He's attached to be comfortable with kimchi. That's an attachment, actually. Yeah. It's much more subtle. Instead of a raw attachment like cheesecake. Okay, so far so good. What about finally the fifth one is attachment to? Touch. Và cuối cùng là mình chấp trước về cái xúc chạm. Okay, that's what we are here right now on slide 321. Ta-da, ta-da! Trở về lại cái tấm 321. And you think I'm lost. Sir, it only takes me an hour to warm up. Và cái gì cứ tưởng là thầy lạc đường, không có đâu. Thầy cần một tiếng đồng hồ, thầy mới tới, mới bắt được đúng đường. So, finally, attachment to touch. Okay? And there's an anecdote. Có một cái number four. No, touch yet. No, touch is next. Okay, never mind. Mình backtrack. Thầy xin lỗi về lại cái hương vị. And there's an anecdote here in 321. Có cái tấm 321. There is a novice monk. Có một cái người sa di. Okay. Translate. Why do you sit there? Translation meaning you hear, you open your mouth. You hear, you open your mouth. You know what I'm saying? That's how she translates. And that's just like Sarah. This is the problem with using unprofessional translators.
cái cô đại hàng này cũng vậy. I was sitting, have lunch, have tea this morning with Mr. Cha, telling a lot of stuff. And I look over and Shana, oh, really? Vậy cô đại hàng sáng uống trà với ông kia cũng vậy. Thầy đang nói về cái chuyện, nói chuyện vui với ông. Mà cô nghe, cô thích thú, ngồi vậy hả thầy, Chán đời vậy sao? Anyway, so there is a nervous monk, and this is nervous and loves cream, and always thinking about it. Cái ông say gì này mê ăn kalem vậy sao? Okay, mà cứ nghĩ tới kalem hồi. Sounds familiar, huh? You love to eat something. You always thinking about eating something. Cái vì thích ăn, mê ăn, buồn cứ nghĩ đồ ăn rồi, right? And then every time the cream was offered to the sangha. Being a nervous monk, he only received the leftovers, whatever is left over. Mà tại vì sa di trong cái chùa đó nó có cái trật tự, thành sa di phải đi sau cùng hết, thầy nhận đồ ăn sau cùng hết. In the sangha, there's an order of seniority. So when you are younger, those of you who join later, you have to eat whatever is left, and sometimes not much is left. Thành từ mấy người say di đó, đồ ăn còn bao nhiêu. I remember I was at CTTB hồi trước, thầy ở Phạm Văn Thành vậy. I was the last novice monk in the whole male sangha. Thầy là thấp nhất. I was always the last one. For the 4 years I was there, ở đó 4 năm trời, I was always the last one. I was the last one he accepted. Thầy là người say di cuối cùng mà Ngài Tiến Hóa nhận trước khi Ngài tử. He was the one before he expired. He accepted me. So I sat on the last seat. Thầy ngồi cái ghế cuối cùng ấy. And by the time food gets to me, it's not much. Thành mỗi lần mà tới tay thầy, đồ ăn tới tay thầy ấy, là không còn bao nhiêu nữa hết. It's true. All the good food is gone already. Những cái đồ ăn ngon là hết rồi. The chocolates, the ice cream. Chocolate không có này, ice cream không có này, you know, all the good stuff, nothing is left. Anyway, so he has nothing, he has only remainings, but he's still very attached to the cream. Mà vẫn mê thích ăn kem như thường. At the end of his life, when he died. He was born in a cream pitcher. Thành lúc mà vì cái chấp trước về ăn kem đó, thành ra khi mà chết á, thành làm sinh làm con bò, mà con bò nó ở trong cái hũ kem đó. It's not casual at all. If you're attached to food, you hear a lot of these types of stories in Buddhism. Những cái chuyện này nó xảy rất rất thông thường trong Phật giáo này. Cái vì tham ăn cái gì đó đó, tham ăn cá đó, okay. Ăn cà lem á thì sẽ trong cái hũ. It's not uncommon at all. Very common place. Rất là thông thường. Yes. If you have an attachment to cream, listen to the rest of the story, you find out. So his teacher was an arhat. You know, somehow he died as a câu chuyện là ông nói là ông này ông chết say di mà chết sớm, chết yếu. He died young as a novice monk. He's born immediately into a cream pitcher. Tại vì ông này say di, ông chết yếu, thành ra ông được sinh vào cái hũ kem ngay lập tức. Thầy ông sư phụ là A La Hán biết là ông là sinh vật hũ kem. His teacher, being an arhat, knew that he became an insect in the cream pitcher, and he says, "Hey, careful! Do not hurt my student." Ông nói là cẩn thận nha, đừng có giết học trò tôi. He says, "But that's a bug. Why are you protecting him?" Nói là ông mấy ông sư khác mới hỏi là cái này con bò mà sao mà thầy bảo vệ làm cái gì mà gọi nó là còn đệ tử mình nữa. He says he was insect here was my the last novice that died, and this is why
because his heavy attachment to green, he was born into this green picture right away. Vì cái lòng chấp trước về cái đồ kem đó, thành ra ông Sayyi khi mà chết đó, lập tức sinh làm, không bỏ trong trong hũ kem ngay lập tức. Isn't that amazing? So that's the moral story. You know, be very careful your attachment. Quý vị phải cẩn thận những cái đồ ăn đó. Càng chấp trước chừng nào càng dễ, càng dễ bị đọa lắm. It's very easy to fall if you have attachment to taste. Có câu chuyện cho quý vị thấy rằng là chấp trước về cái hương vị đó dễ đọa xuống làm súc sanh lắm. Very easy to fall to the animal realm. Questions? Okay, moving on. And also there's an anecdote, không phải chuyện khác nữa. It's about attachment to also it's about attachment to food. Cái này cũng về câu chuyện về cái sự tham ăn. Okay. There's a king where there's a crown prince who loves to eat. Có trong cái một cái xứ đó đó thì có thái tử đó rất là tham ăn, tham đồ ăn ngon. Do you know anyone in the temple who was very attached to taste? Có vị trong chùa này, quý vị biết có ai mà tham ăn ngon không? I can think of at least one person. Okay. So this crown prince here is very attached to exotic food, and so the gardener sent him very the best fruits available in the kingdom. Cái ông giữ vườn đó của nhà vua đó mỗi ngày đem những cái trái hoa quả mà ngon lành mà quý nhất, quá ngon thơm nhất á, thơm ngon nhất á, cúng cho thái tử. And in the garden there's a tree where the bird was raising her young. Thì có trong cái vườn của vua đó thì có một cái cây mà trong cái đỉnh cây có một con chim mẹ đang nuôi chim con. And the bird would fly away to the perfume mountain. Thì ông con chim này mới bay về cái núi hương. And picked up some fruits, very delicious flavor, to bring it back to feed her young, her chicks. Thành con chim mẹ này mới bay tới xịt xa tới cái núi mà núi toàn là cây mà thơm nhớ sợ mới đem về lại để nuôi mấy cái chim con của mình. And one day one of the fruits fell to the ground. Thì một ngày kia mấy con chim nó sơ ý, thành nhỏ nó sơ ý, thành nó làm rớt cái trái cây xuống đất. And the gardener noticed it and brought it to the king. Là cái ông giữ vườn đó mới thấy trái cây thơm quá, mới đem tới cúng dâng cho vua. And next slide, 323, tấm 323. The king was very impressed with the perfume and the color of the fruit. Ông vua rất là thích cái mùi hương, cái trái thơm và nó đẹp của cái trái cây. And he gave it to his son, the crown prince. Và ông cho thái tử, cưng con lắm. And the crown prince ate it, and it was very enamored, so he asked for it every day. Ông thái tử ăn ngon, thấy vừa thơm ngon, thích quá, mỗi ngày đòi. Okay, and because and since if he didn't get the fruit, he would refuse to eat. Mà nếu không chịu cúng, không chịu đưa cho ông ăn trái thơm ngon như vậy, thì ông không nhất định ăn, không chịu ăn. And no matter what the gardener says, I just found a fruit is one thing. I have no idea where it came from. Ông giữ vườn mới nói là thiệt ra là tôi không biết nó từ đâu tới, chỉ lượm được một lần thôi. And the crown prince would not hear of it. He says, I need to eat the fruit. I want to eat it every day.
cá tự nhất định đòi ăn. Okay. And so the gardener went back to the fruit where he found it, the tree where he found the fruit, and he noticed the birds. And so he figured that the fruit is probably from the bird's nest. Thì ông giữ vườn mới trở lại cái cây mà kiếm được cái trái cây đó, mới thấy được cái tổ chim ở trên trái cây. Ông nói, chắc là tại cái trái cây từ cái ổ chim nó ra. So he climbed up the tree, mới leo lên cái cây. And he saw the bird mother bringing the fruit back. Và thấy ngồi đợi chực, thấy con chim mẹ nó bay, nó đem trái cây trở về. Okay. So he stole the fruit from the mother bird. Ông này ông cắp cái cây nơi chim mẹ. Every day and bring one to offer the crown prince, và đem tới cho ông thái tử. Okay. Now the mother bird was gets very upset. Thì con chim mẹ nó giận dễ sợ. Okay. So what he did is that the bird mother went to the mountain and he picked up a fruit that just as fragrant but is poisonous. Thì con chim mẹ nó ác dễ sợ, nó tới cái núi đó, nó kiếm một cái cây mà nó trái cây nó thơm mà nó giống như trái cây kia vậy, nhưng điều cái nó độc, và đem trở về lại. And sure enough, the gardener grabbed from the bird mother and ran the crown prince to offer the crown prince, who ate it and died. Và cái ông giữ vườn mới giật cái trái cây nơi miệng chim con mẹ đó, xong chạy tới đưa thái tử ăn, chết ngụm của tội. And nói nữa chưa đủ hả? What happened next? End of the story. The hero is dead. This is not a James Bond story. Hỏi gì còn gì nữa thầy? Ủa thầy nói đâu phải là chuyện điệp viên 7 đó, 007 đâu. Yes. Question. Yeah. Yeah. For this, the gardener actually was killed, and his son was killed, his father is killed as well. Tru di tam tộc. Cái tội này là tội tru di tam tộc, quý vị biết không? Tru di tam tộc, mình bị giết tại vì mình là phạm tội. Cha mình bị giết, mẹ mình bị giết tại vì hai cái người đó tạo cái chủng tử làm tội này. See, you kill because you are a murderer. Okay? And your parents are killed because they produce you. So far, so good? And then your son and your children are killed because your seed is in them. Và con cái sẽ bị giết hết tất cả tại vì quý vị truyền cái chủng tử mà giết vua đó cho con cái mình. It's just fair. Tru di tam tộc. In Vietnamese, it's called tru di tam tộc. You come here often enough, you become fluent in Vietnamese in no time. Tru di tam tộc. That's all I know. Master Jin Tzu says, actually, it's a lot more than Master conveyed. He says, all the relatives of the same last family name are all killed in three generations. Ông thầy hiền trì còn ác hơn thầy nữa. Cái tru chi my tru di tam tộc is only that family. His tru di tam tộc is the whole, all the relatives. I mean, man, this man is cruel. Cái ông sư này ác dễ sợ luôn. He says, in the history of Vietnamese history, that's what happened. Yeah.
Mm-hmm. Yeah. Well, he says, yeah, that's like what happened in history, Vietnamese history. It's very gory. Cái lịch sử Việt Nam mình chảy máu đầy sông hết. Yes, back there. What? Nine generations? That's Cambodian. It's not Vietnamese. Ông nói cô này cô nói là có bài chín đời luôn. Thật ra cái đó là bên Cambodia mới có như vậy. You heard of Killing Fields? You cứ nghe cái chuyện mà the Killing Fields? Oh, that's Cambodian. Cambodia is even worse. Cái tụi mấy người Cambodia còn tệ hơn hơn Việt Nam mình nhiều nữa. Cambodia is much worse than the Vietnamese. Anyway, isn't that cool? That's what happens when you attach to flavors. Quý vị mà tham ăn là tự hại mình. You are only hurting yourself when you insist on being attached to flavors. Nhắc quý vị, tham ăn thiệt ra đang tự hại mình. Okay, that's why at the temple we only eat well on the weekend. The weekdays we don't eat well at all. Thành ra chùa chúng tôi cuối tuần mới ăn ngon, còn trong trung tuần ăn rất là dở. Phải không cô Hiền Nhẫn? So we choose the worst cook. Thành chúng tôi chọn người mà nấu ăn dở nhất, cho bắt vào nhà bếp làm. Mấy người nấu ăn ngon không cho nấu, không cho nấu. The good cooks we don't let them cook. My sister is all awake. Then you con người someone worse than me, he says. Okay, any other questions? Okay. Finally, touchable. Cuối cùng cái chấp trước cuối cùng là cái xúc chạm. Nhớ cái đồ mình chạm. Okay. Why does Shakyamuni Buddha condemn touch? Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đi cái điều xúc cảm? Because touch is the attachment that give rise to all the other, to all the attachments. Tại vì cái bị chấp vào cái rờ chạm đó là nó tạo tất cả những cái chấp trước khác. Okay. And that is that will make you will bind your mind, và nó khiến cái óc quý vị nó bị chụp cứng luôn. Why is that? Because the other four instincts is very important. Cái chuyện đó rất là quan trọng. Only the Buddha can have this kind of wisdom. Quý vị đừng có tưởng coi thường chuyện này. Đức Phật mới có trí huệ để mà dạy quý vị thấy được cái chuyện này thôi. Because the Buddha says the other four perception, những cái tứ giác, những cái loại tứ trần kia, the other four does the form, cái sắc, the sound, cái âm thanh, the fragrance, cái mùi thơm, and cái hương vị, and your taste, okay, are all limited to an organ. Tất cả đó, bốn cái kia đó, nó kẹt vào, nó phải cần dựa vào cái giác quan của cái vị, cái bộ phận cái vị, okay, một cái phần nào đó thôi. Your fragrance is you know, you put it away from your nose, you can't smell it. Chẳng như cái vị tham cái mùi hương thì cái vị để xa có ngửi không được, right? Whereas touch is the entire body. Ngược lại đó, cái đồ mà xúc chạm này là khắp cả thân quý vị luôn. That's why it's a lot more dangerous. Thật sự thật á là cái xúc chạm nó nguy hiểm nhất. It's the most dangerous, by the way. Okay? Any questions? No? Tại nó khó bỏ lắm. It's very difficult to let go of this attachment to the
the touch. Cái mà chấp trước về cái cảm xúc này nó khó mà bỏ, dễ sợ. Agree, disagree. Quý vị nghĩ lại, think about yourself. Nghĩ là cái quán là mình, think about how you function. Nghĩ là cái cá nhân mình đi. Is that true or not? Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Agree, disagree. Đồng ý được không? Question. Có thắc mắc gì không? Nghĩa là fascinating. Quý vị thấy cái tuyệt vời dễ sợ. Đức Phật thấy trí huệ dễ sợ. You see how precise the Buddha is? The most dangerous is touch. Objects of touch. Cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời là những đồ mình xúc chạm. Questions. Ai thắc mắc gì không? So it's very difficult to get rid of your attachment to objects of touch. Thành cái mà cái sự chấp trước của mình về cái đồ xúc chạm đó, nó rất là khó mà từ bỏ. Okay? And because of that, because your attachment to objects of touch, you commit a lot of, not sins, offenses. Vì cái vị chấp trước về những cái vật của cảm xúc, của xúc chạm, thành cái vị tạo rất là nhiều nghiệp. Okay? And because of that, you fall to the hells. Vì vậy, quý vị sẽ đọa địa ngục. Questions? Okay. And there are two general kinds of hell. Cold water hell and the burning fire that you fall into. Có hai cái loại địa ngục mà quý vị sẽ đọa xuống. Là cái địa ngục gọi là nước lạnh và cái địa ngục của lửa cháy. Okay. And you will, when you go down to the hell, you suffer torture and punishment because your body touch. Okay. Và quý vị xuống đó để bị tra tấn vì cái sự chấp trước về cái sự cảm xúc của quý vị, xúc chạm của quý vị. Everyone's wide awake. Ai cũng tỉnh, mắt mở thao láo, including Julie. This is very, very serious. Cái này nó rất là nguy hiểm. All right? And so the touch is called the place of great darkness and the most dangerous. Thành ra cái sự xúc chạm là cái chỗ đen tối nhất và cái chỗ rất là nguy hiểm. Questions? 327. Okay, so anecdotes. Có những cái câu chuyện. Okay, so any questions or comments? Có ai kiến thắc mắc gì không? Yes, Vicky. I'm glad for Pure Land. You're glad for the Pure Land. Absolutely. Hallelujah. Okay. Did you know? Did you know? Okay. In for left home people, quý vị biết không, những cái người xuất gia đó, okay, we are forbidden to touch others. Cái người xuất gia không được đụng người khác. That's why you went to the Thai temple, you offer something to Ajahn, you know, he rolls out this thing here and you put it there, he rolls back. Especially you look kind of weird, you know. Mấy cái người phụ nữ đó, người tới gần mấy ông tăng bên Nguyên Thủy là ta để cái trải cái khăn ra, vất cái khăn, xong quý vị đừng thì xong mới rô, mới kéo lại. Okay. Because they go to great extents, great lengths to make sure that there's no possible touch. Họ rất là kỹ, họ giữ như vậy thì họ tránh cái sự xúc chạm cái da của họ. You cannot touch the skin. Yes. Mm-hmm. And then you get it after. It's not like I can't hand it over to him. Right. Right. Không phải riêng là xúc cảm. That's very, very observant.
cái này không phiền sợ đụng chạm chạm không mà coi cái sự tiếp xúc với nhau qua một cái vật luôn nữa. Even the contact through even an object is also avoided, even avoided. There's a lot of precepts that forbid us to generate contact. Thì có nhiều cái giới của người xuất gia để cấm cái sự đụng chạm về cái da. Okay. Yes. You touch little kids? Ông nói là the question she says is that she saw Ajahn touch little kids. So she feels only between Ajahn and the female and the males. Cô này cô nghĩ là tại cô thấy ông Ajahn đụng mấy đứa con nít, chắc là cái này chỉ cái cản trở giữa Ajahn với mấy người đàn ông đàn bà thôi. What do you think? I think there's a truth to it. There's a truth to it? May bây giờ ổng tới, mình nói xấu ổng được, bây giờ không dám nói xấu nữa. It's a good thing he just came now, because then I wouldn't be able to talk the way we talked the last hour. Go translate for him. Someone go translate for him, please. Yeah, you can go over there, Mr. Cha. Yeah. It's okay. Yeah. Just don't touch her. Thầy nói ông tới có thể ngồi bên cạnh nhưng đừng có đụng cổ học trò của tôi. Please don't touch my student. Not funny, huh? Yes? Any questions? Yes. Đàn ông hay đàn bà? He says he saw in Ajahn's Facebook, he has a picture of his male disciple massaging him. Should be okay, I think. Okay. Anyone else? Yes. Yes, the precepts only is a distinction between male and female. As back then, the bisexuality is not, there's no term for it in Hindu. Well, it existed then. Oh, yeah. The concept doesn't exist, but that time actually existed. Oh, yeah. Has always existed. Why not? Why not? You have to ask the Buddha. I didn't make the rules. Think I know everything? No, I don't. Okay, so far so good. So it's meant to be, for example, you feel like you're attached to men, then don't touch men. That's what it means. If you have preference for women, don't touch women. You have preference for both, don't touch both. Is that clear enough for you? Okay, yeah. Sometimes you have to be blunt for my students. Khi phải nói trắng, nói trợn ra nhân thôi. Nhưng người ta họ không hiểu. Okay, anyone else? Any other comments? Có thắc mắc gì khác không? Có ý kiến gì khác không? So actually, the real, you know, the monks, the left form people go to great lengths to avoid the contact. Thành ra cái người xuất gia tránh cái sự xúc chạm dễ sợ. Because it's very reason, once we have touch, it's very, very difficult. It builds attachment. Tại vì khi mà được xúc chạm á, thì nó tạo cái sự chấp trước rất là nặng mà khó là bỏ. Once you have contact, you create attachment that's very, very difficult to undo. Tại Đức Phật dạy rằng khi vì mà xúc phạm rồi, nó tạo một cái sự chấp trước mà rất là khó mà bỏ. Why? Tại sao như vậy? Anyone knows? Có biết tại sao không? The Buddha is wonderful. Đức Phật hay dễ sợ lắm. He says, because I know you don't know. That's why I'm going to have to explain to you. Yes, sir. I believe it's sense memory. Sense memory. Có cái trí nhớ. Yes.
Excellent. Yes, yes, very close. Rất là đúng. Very close. Excellent. Okay. Korean Buddhism is not bad. Cái Phật giáo Đại Hàn khá thiệt. Anyone else? Why? What's the Buddhist principle behind it? Cái Phật lý do Phật giáo, cái giáo lý Phật giáo ở chỗ nào? Anyone knows? Come on, come on. Impress the Koreans. Quý vị hơn người Đại Hàn nhé. I mean, he's only his first time here. My God, you're not going to embarrass us. Đừng có làm thầy mất mặt. Come on. Someone. Please, please. Come on, come on, come on. Thẳng con có biết không? Yes, sư cô, hả? Huh? Anyone, please, come on. What's the principle behind it? Why is that touching creates such heavy attachment, is very difficult to undo? Why is that? Tại sao cái sự xúc chạm nó tạo một cái chấp trước nặng không thể tưởng, rất là khó bỏ? It's one of the most difficult to undo. Lúc mà đụng rồi nó khó mà bỏ, dễ sợ. It's very difficult. Yes, Vicky. Is it because sharing energy between the person? Close. Not as good as Korean. Cái nó được nhưng mà chưa hay lắm. Yes, Korean. Yes, anyone else? Yes. The habit energy is too strong. Habit energy is strong. Yes, 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 yes. Trigger, like guessing an image in your mind. Oh, yes, 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 yes. Very good, yes. Huh? Oh, yes, 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 yes. But it's not as good as him so far. Yeah, vẫn còn thua ông Đại Hàng. I need something better. Yes. And he's greedy, yes. Yeah, yeah, yeah. Vợ chồng nhau nhau. Ah, yes, yes, but it's too rude, too crude. No. She says the touch will excite you sexually, and it's very difficult to undo. I said, but you know, we monks, we don't talk like that. She can't try that. Tell you see our lectures, you know, is no holds bar. Nó cho người ta biết tới giảng kinh khi nói cũng được hết. Ông thầy nói chuyện kỳ quá. I mean, the monk he talks funny. Anyone else? Yes. You all right? You know why? I know you don't know. Quý vị không biết. You don't know. The Chinese Asian has. Có cái mình người Á Châu mình có câu cái vị nhớ gì không? Nam nữ thọ thọ bất thân. Đúng không? Nhớ không? Có nhớ không mấy cô kia? You remember? Nam nữ thọ thọ bất thân. Yeah. Nam nữ. Sâu sâu. Bú sân. Right? Right? Yes. Koreans too? Koreans too? Really? Wow. What does he mean? Please? Really? That's what the Koreans do? No, I mean that's the meaning of Is that right? So he says that I didn't know what the expression means, by the way, for all this time. I say I just memorized because my mom says, Nam nữ thọ thọ bất thân. I admit to you that my entire life, all I remember is my mom and my dad, so one of them says, you cannot, Nam nữ thọ thọ bất thân. Every time he looks at me, Nam nữ thọ thọ bất thân. Every time he sees me, he says, Nam nữ thọ thọ bất thân. That's why I know. I never know what it means. So I just knew from his look that I'm not supposed to be near her. That's all. And now Sarah says, if you're over 7 years old, you're not supposed to sit next to a girl. Yes? Not even next. Not even next. Cannot sit together. Nếu như quý vị trên 7 tuổi, không có được ngồi chung với nhau.
In fact, the monks have a precept says we cannot sit right next at all to the female. Remember that precept? Mm-mm, cannot be sit by ourselves next to the female. Anyway, yes. He says the males has a positive current, the female has negative current. When you put together, okay. Yes. Huh? When my mother is sick? No, I will never touch her. Hỏi lên mẹ thầy bệnh rồi thầy có đụng bà không? Chắc mày đụng, giỡn. There's always exception. There was a emergencies and stuff like that. For example, there's a funny story. Có cái chuyện, người hỏi cô hỏi móc thầy. She's trying to hurt my feelings. So. She says when my mother is sick, will I touch her? I said, of course not. But there's a funny anecdote about that. Child anecdote. There is a pretty lady, you know, standing by the shore of the river, and she can't cross the river. So two monks walk by, and one of the monks pick her up, you know, and then cross the river. Có gì nhớ câu chuyện đúng không? Là có cái cô đó rất là đẹp mà đứng bờ sông á, tại vì sông sợ ướt chân không chịu đi qua. Cái hai ông sư mới tới cái đi ngang đó, gặp cái ông một ông sư á, bồng ẩm cô lên, xong bồng qua sông. And put her down, rồi để xuống. And they left. Rồi họ bỏ đi. And the other monk, forever he said, how could you touch her? How could you touch her? Tại cái ông sư kia, ông cứ cầu nhau hoài. Tại sao thầy có thể đụng ổng? Tại sao thầy có thể ôm ẩm cô cái kỳ quá? And the other monk says, it's true. Yeah, it's true that I touched her. I carried her across the river. But you never let go of her. Thì ông sư cứ nói là đúng là tôi có thiệt, tôi ẩm cô qua sông thiệt, để ông là người ẩm cô tới bây giờ luôn. You carry her until now. Hiểu không? Vì so far so good. So there's always exceptions, that's the answer. Okay? Thành ra cái Phật giáo nó có nhiều cái uẩn khúc, nó có nhiều cái ngoại lệ lắm. Okay? So it's not as rigid as it sounds, nó không có cứng cáp như quý vị tưởng đâu. But starting out, you know, you better stick to the precept. Bắt đầu phải giữ giới. And pretty soon you understand. Từ từ thì mới hiểu được. So far so good. There's a principle behind it. Có một cái lý, okay? Behind the Asian culture of nam nữ thọ thọ bất thân. There's a reason behind the principle that male female feeling nobody. What that's the literal translation. Nam nữ, shou shou, bú shen. That's all I know. Okay? So what's the rationale? Yes, sir. You know what? Yes, sir. I've had a brain like this for like 6 or 8 months. I think it's because of this. Nói là không có mưa nhiều như vậy. Yeah. I feel sorry for you. You have to drive back home. Thầy thấy cái vị tội nghiệp. Mưa nhiều. Yeah. Yeah. It's very auspicious. Mưa nhiều rất là tốt. Yeah. For this. Yeah. For our. You know, the funny thing, I still smell the fragrance. I don't know about you, I still smell the fragrance. Mùi hương đó. It's so strong where I sit. Cái chỗ thầy ngồi đó, ngửi toàn hương, mùi hương thơm của xa lợi. I still smell the fragrance of the relics, believe it or not. Oh, it's my hand, excuse me. Cái đó là tại cái tay của thầy. I go like this. So. Anyway, you see that? So what's the rationale behind it? Let me explain to you the principle. Thầy thầy giảng cái vị nghe cái lý của cái này, cái giáo lý của cái này. The Buddha said, Đức Phật dạy rằng, okay, whenever you touch, mỗi khi mà quý vị
đùng người ta. You know what happens? Quý vị biết gì xảy ra không? That contact creates a feeling. Lúc xúc chạm như vậy, nó tạo một cái cảm thọ. Feeling. You feel good, you feel bad. Okay? Quý vị cảm thấy thích hoặc là ghét. Agree or disagree? Yes or no? Oh, it is so nice. Huh? Đúng như thế. Ờ, mình thích. Yes? Or, oh my God, it's so rough, it's so slimy. Hoặc là thấy nó ướt, nó khó chịu quá, nó nhờn nhờn, khó chịu. Right? It creates feelings. Contact creates feelings. Vì xúc chạm nó tạo ra cái sự cảm giác. Yes? Notice that? And because of feelings, guess what happens? Vì cảm giác nó tạo gì? Huh? She says, she remembers and she wants. It's called, yes, what is that called? Cái đó gọi là gì? Huh? Love. I love the feeling. I love how silk feels. Tôi thích cái tơ, cái what silk Vietnamese? Huh? Tơ, right? Yeah. How lụa nó mịn, nó. You see that? Agree, disagree? Huh? So contact creates feeling and generates love. Tại quý vị thấy có ba cái nó tai hại dễ sợ lắm. Là mình đụng chạm đó, nó tạo cái cảm xúc và nó tạo cái sự yêu thích. Cái yêu thích này là bỏ không được. This is very difficult to undo. The feeling is instantaneous. Cái mà cái cảm xúc đó, nó ngay lập tức. Yes, you feel, you like right away. Immediately, right? Instantaneous. But the love is next. Vì cái này nó tạo ra một cái yêu thích instantaneously. Dễ sợ như vậy đó. And that's why, vì vậy, that's why, if you have daughters, nếu quý vị có con gái, what do you teach her? Dạy nó cái gì? Don't let him touch you. Con gái không để cho thằng con trai đụng mình. You hear me? And you think this is Mahayana is not practical at all. Và quý vị nghĩ là Phật pháp mình là trừu tượng hả? Same thing. If you have a boy, what do you tell him? Touch her. Còn con trai dạy nó sao? Đụng nó đi. Nancy is so serious. She don't want to teach her children now. Is it interesting? Hmm? Yes. For what? But it's not as strong as when you touch them. That's what the Buddha says. The seeing, the eyes here, is not the attachment generated from the eyes here. It's not as strong as the attachment when you touch. That's what's fascinating about it. Cái dạy bài học này rất ngày hôm nay rất là hay. Nếu quý vị nhìn, quý vị thích, cái sự chấp trước nó dễ gỡ hơn là cái khi mà cái thích mà từ mình đụng nó. Dễ sợ không? Hay không? Fascinating. Huh? Huh? This is state secret. Cái này cái bí mật của vũ trụ quý vị đâu có biết đâu. Huh? Yes. Yes, sir.
So the question is, if you you have lived a full life versus a person who is still a virgin. Because I don't know how to translate it, his eloquent words, so I say virgin. The French is puceau. Then what is who has a better chance to cultivate? Cái người mà không có kinh nghiệm sống với con người mà còn cái chữ đồ gì ha? Tròn trắng, đúng rồi, cái chữ tròn trắng nó đẹp hơn. This is a, still a pure person. Who has a better chance to cultivate? Ai có cái cơ hội thôi. I don't know. Thế là thầy cũng biết được. Yes? What do you think? Yes? I think case by case. Case by case. It depends, because it's a Manjushri Bodhisattva. Where is he? Right here. He became enlightened when he was still pure. He became a monk, and then he's at a very young age, he became enlightened very quickly. Ngài Băng thực sự là Bồ Tát đó, là đồng tử, là còn trong trắng lắm, còn nhỏ trong trắng lắm, thành tu thành đạo rất là lẹ. He became enlightened very quickly. The Taoist says, once you have some life experience, it's very difficult. It's like a broken vessel. Bên Đạo Giáo nói rằng nếu quý vị mà có kinh nghiệm sống rồi đó, thì giống như cái này mà nó bị bể rồi. Thành khó mà chữa lắm. The attachment is much heavier once you have touched. Nói cách khác, một khi mà đụng rồi, nó khó mà gỡ lắm. Very, very difficult to undo. Okay? Does it help answer the question? Huh? In general, okay, of course it's case by case, but in general, by principle, once you have you experience touch, it's very difficult to undo that. Một khi mà quý vị mà đụng rồi đó, nó khó mà gỡ lắm. Okay? On the other hand, if you're able to undo this, you also are able to progress very quickly. Nói ngược lại, nếu quý vị đụng rồi mà gỡ được, quý vị tiến bộ rất là lẹ. There always both sides. Bây giờ cũng có hai chiều hết. Make sense? It's not that rigid. What does Susan think? She says, that's hope for me. Okay, that comes towards the end of the lecture. Any final questions? Okay, and next week we go into an anecdote. Tuần sau sẽ giảng cái vị biết về những cái câu chuyện hay công án 327. Any questions? Yes. Next weekend we have the Fo Chi, so it is no more lectures for 8 weeks. Tuần sau bắt đầu thiền Phật thất xong thiền thất thành mình nghỉ giảng kinh 2 tháng 8 tuần. Okay, this is our last lecture for the year. Đây là cái buổi giảng kinh cuối cùng của năm. So I want to tell you I'm very grateful you all came. Thầy rất cuối cùng thầy muốn bỏ một lại một tí thì giờ nói là cảm ơn quý vị tới tham dự. You are a lot more challenging than any good monk deserves. Quý vị hỏi mà thầy xanh mặt luôn. I mean, makes me feel like quitting. Nhiều khi mình thấy cảm thấy mình không có đủ
không có đủ tư cách mà giảng. Thank you for coming. Thành cảm ơn quý vị tới để tham dự. Your questions are always a lot more than I can handle. Những câu hỏi quý vị khó, thành ra như khi thầy xào đó. So I find myself lying a lot, and thành ra cứ phải nói láo, phải khóc, phải cười đủ thứ hết. I hope to you see you next year. Hy vọng năm sau gặp lại quý vị. In fact, you know, when I first came to the temple for about 3 or 4 years, the lecture is about started one and grew up to 3 or 4 people. Mấy năm đầu là bắt đầu có một người nghe, and sau thêm 2-3 người mỗi tuần chủ nhật. And I said to myself, wow, I don't know how much longer. I think I better quit. And even my master, when he was alive, he was lecturing to an audience of maybe 10 people. Khi ngài Kinh Hóa còn sống đó, ngài giảng kinh đó, khoảng chừng 10 người tới nghe thôi. That's it, 10 people. That's his norm. Okay? So for you, since many of you came, là nhiều người tới như vậy, it's probably because it's raining outside. Chắc tại ngoài trời mưa, thành ra ngoài tránh mưa một tí. Or maybe you love to come and see me squirm. Hoặc quý vị tới tại thích thấy thầy chảy mồ hôi hột. I enjoyed spending Sunday afternoon with you. Thầy nói là thầy chiều chủ nhật như vậy thế cũng vui. Okay. I hope to see you again. Hy vọng sang năm gặp quý vị lại. Okay. All right. So we stand up and do the rebirth transference to help these 5 souls. Well, 4 souls go to the Pure Land. Mình đứng dậy mùa hương công đức để giúp mấy người đi đi vàng sanh. All right. Yes, question. No, the fragrance is still here. Yeah, đúng rồi. Cảm ơn. Không sao không. Thầy rất là rộng lượng. The fragrance somewhere is still here. It's not my hands. I've been sweating. Sandalwood, right behind me. No wonder. Đúng, that's it. No wonder it drives me up the wall for 2 hours. Hai tiếng, what do I do? Wow, it's amazing. It's so fragrant. You smell this? Very nice. Very nice. It's just like him, you know that? The peacefulness, cái an lạc mà he experiences is right here.